Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn độ một chiếc chống trộm của xe đạp điện thành một chiếc công tắc điều khiển từ xa thông qua chiếc remote. Cái này thì để các bạn xem chơi, hoặc nếu bạn đang có thừa không dùng tới thì có thể làm chơi cho vui. Thì đây là thiết bị chống trộm dành cho xe điện mà trong một video thì mình đã từng giới thiệu với các bạn rồi. Chiếc chống trộm này sử dụng điện áp từ 48 cho đến 72V. Nó có thể sử dụng cho hầu hết các loại xe đạp điện hay xe máy điện phổ biến hiện nay. Các bạn quan sát thấy trên một chiếc chống trộm thì nó sẽ có hai cụm dây, một cụm dây là dây nguồn và một cụm dây để truyền tín hiệu. Thông thường chúng ta sẽ cắm hai chiếc rắc này vào IC của xe đạp điện, nhưng trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn độ lại. Do đó thì chúng ta chỉ cần cấp nguồn cho nó là được. Bạn có thể sử dụng bình ắc quy hoặc là sạc của xe điện để cấp nguồn. Ở đây thì mình sử dụng bình 48V, mình sẽ đo điện cho các bạn xem. Như vậy là đồng hồ đang báo là 52V. Mình sẽ làm ra một chiếc dây nguồn như thế này để cắm vào cho tiện. Các bạn chú ý nối đúng cực, âm với âm và dương với dương. Và bây giờ thì mình sẽ cắm một bình ắc quy. Chỉ đơn giản như vậy thôi là nó đã có thể hoạt động được rồi. Mọi chức năng thì nó vẫn hoạt động bình thường. Khi mình bấm nút khóa xe thì khi có chuyển động chạm vào cả biến rung thì nó phát ra tiếng kêu giống như đang có người dắt xe vậy. Các bạn có thể gắn nó vào cửa để làm một chiếc chuông báo động. Nếu có ai mở cửa thì chuông sẽ kêu. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc công tắc để có thể điều khiển thông qua chiếc remote. Bình thường thì khi bạn nhấn 2 lần vào nút có hình tia sét trên remote thì chiếc xe của bạn có thể hoạt động mà không cần chìa khóa. Khi mình nhấn 2 lần vào nút có hình tia sét thì chân màu da cam và màu xanh nó sẽ có điện. Mình sẽ dùng đồng hồ để đo cho các bạn xem. Còn khi mình tắt đi thì nó sẽ không có điện. Mình sẽ dùng một chiếc bóng đèn để làm cho các bạn tiện quan sát. Các bạn có thể thấy là đèn đã sáng. Thay vì sử dụng bóng đèn thì bạn có thể sử dụng các thiết bị khác như là một cái chuông. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về cách độ một chiếc chống trộm của xe điện hoặc là công tắc điều khiển thông qua một chiếc remote. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì hãy like cũng như chia sẻ video.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.